thì giao diện thì đẹp hơn là khi mà mình thi giấy, và thời gian nó cũng có thể làm nhanh hơn. Dạ em thích nhất là cái phần mà thi nghe, cái phát âm ra rất là rõ, dễ nghe. Dạ. Và có hình ảnh thì À, có có màu hình sắc ảnh nữa. nữa, nó sẽ đẹp hơn là mình in giấy ra thì nó trắng đen, nó không có đẹp bằng. Dạ em thấy đề thi cũng vừa sức ạ. Nhưng vừa sức. Đối với tụi em sinh viên thì là chọn các câu hỏi của sinh viên thì nó vừa sức, còn của học sinh thì tụi em chưa chơi tự chưa biết. Dạ em được 180 điểm. Dạ em được 145.